ăn tiếp các bạn ơi. Đó, đó. Hàng nữa cái nhà ơi. Hello, Lực chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Lực nha. Thì hôm nay là cái ngày thứ hai Lực sẽ câu tiếp ở cái rạch Thống Nhất nha, gần ngọn cái hố nha. Thì cái ngày hôm trước á, thì Lực câu nó dính cũng khá là nhiều các bạn. Cá rô, cá chơi rất là nhiều luôn nha các bạn. Thì do cái điểm đó nó im các bạn. Hôm nay thì Lực sẽ câu ở cái điểm khác nha. Cái điểm ngày hôm trước thì Lực câu nó nằm ở dưới cái chỗ cái gốc còng các bạn, nó mát lắm. Hôm nay thì Lực sẽ câu ở cái chỗ rạch Bình Chết nè các bạn, chỗ dưới nè. Đó phía dưới nè các bạn. Chỗ trống trống mà nãy giờ Lực thấy cá lâu kiến với cá giò nó cũng ụt các bạn. Thì cái rạch Thống Nhất này nó dài ra ngoài chút xíu nữa là nó hết cái khúc Lục Bình nè các bạn, nó được 1 khúc rồi. Với lại nó dài dài vô trong cũng được 1 khúc nữa. Ngày hôm trước thì Lực câu nước nó cũng mới lớn các bạn, lớn cũng một ít à. Thì hôm nay thì sớm Lực có chạy lên trên này, cũng định câu hồi lúc nước nó mới bắt đầu lớn cũng một ít các bạn. Nhưng mà do thấy người ta xịt các bạn, ta xịt á, cái Lực không có câu. Lực đi giờ tới đầu giờ chiều Lực quay lại nè. Giờ này thì nước nó gần ròng rồi các bạn, nước nó nhiều lắm rồi. Nước lên bờ hết rồi nè, nước ròng rồi nó cạn sát xuống các bạn, sát dữ lắm luôn á. Giờ này nó cũng nước nó gần ròng rồi các bạn ơi. Câu chắc nó không bằng cái bữa hôm trước đó các bạn. Cái này chắc bữa nay chắc không có ra clip nổi rồi. Hồi sáng thì mình câu nó sớm sớm được các bạn, nước nó mới lớn ăn mới mạnh, giờ nó rồng lên rồi. Thêm đang cần nữa nha các bạn. Thế trong lụm chứ có khi nó ăn nhiều hơn ở ngoài cục phao bên ngoài á. Cá ăn các bạn ơi, cá ăn. Dính rồi. Cá lóc, trời. Cá lóc các bạn ơi, cá lóc nó bự. Không biết chín nổi không nha các bạn ơi. Lóc bự lắm nha các bạn, lóc bự nha. Thì ơi, cá lóc các bạn ơi. Trời ơi, sao con nè. Thì ơi, cá lóc. Nó bự. Các bạn ơi. Ôi nó không sảy hơn các bạn. Trời. Thích biết rồi. Con mở hàng có lực luôn nè. Ôi.
con này á, con này hơn nửa ký đó các bạn, dữ lắm luôn á. Hết biết không, đã hàng gì nãy đó các bạn, được để ý được thấy á, tim nó lên nha, tim nào tôi nói khủng khủng bụng 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 gì nè, được nghĩ là cái vô không các bạn. Lực mới qua cái điểm mới nha các bạn, cũng là cái rạch thống nhất luôn nha các bạn. Cái điểm này nó không có cái điểm ngồi các bạn ơi, do nó dốc quá, đi tuốt ở dưới đây nè. Chỗ này lục bình người ta cắt ta bán đó các bạn, cắt ta phơi khô ta bán á. Này lực bỏ đây thêm cần nha các bạn, thì giống gì sớm vậy bạn, nhưng mà không ăn, cá nó không ăn, bỏ đại đi, khi nào có lực giật. Thua, nước rồng thua các bạn ơi. Gì mà nó không kéo đó. Cái rô. Thôi cũng được đi các bạn ơi. Tại nước nó cạn quá, chỗ này nó cạn quá. Nè. Thì ơi cái cần trong này các bạn ơi, tim lên cần trong thì các bạn chuẩn bị nha các bạn, có chơi các bạn ơi. Đó. Chơi các bạn ơi. Bự các bạn. Thì ơi cũng được các bạn ơi. À. Chơi các bạn. Rồi tiếp tục lực sẽ bỏ lại đây nữa nha các bạn. Cá chơi lại là tim nó lên dữ lắm luôn à. Cứ chờ các bạn ơi. Ăn các bạn ơi, ăn tiếp, ăn tiếp. Cá chơi nữa, cá chơi nữa các bạn ơi. Hàng về nha. Về tiếp, hàng tiếp nha các bạn. Wow. Ôi trời xíu chảy các bạn ơi. Ủa nó uổng dữ lắm. Nè. Căng thẳng. Hồi hộp. Các bạn ơi. Cũng còn may mắn à. Cá lợi các bạn, cá lợi nhiều nha các bạn. Cá lợi. Ăn tiếp rồi kìa. Ăn tiếp các bạn ơi. Tiếp tiếp. Rồi trời cá chơi nữa đó các bạn. Sảy các bạn ơi. Ít cá gì mà sảy lây rai hoài các bạn ơi. Thế là để cho nó lôi cũng dữ lắm đó nha. Cố tình cho nó nuốt lưỡi luôn á.
ăn các bạn. Nó nữa đó các bạn ơi, lực bây giờ lực. Để cho nó luốc luôn à. Con tiếp nữa nè các bạn. Đó. Không ớn nó sảy quá các bạn ơi, để lực quen quăng vô các bạn ơi. Quay vô nha. Chảy ổn dữ lắm. Dính hai lử luôn. Thấy rồi. Đó. Hai lử vô, vô cái mỏ nó luôn. Gì là nó hết sảy à. Chỗ này chắc là ông con hay con nữa, chắc hết ăn quá các bạn. Để coi coi nó cũng còn nhúc nhích đó các bạn. Có tim kìa, tim mới có kìa. Còn tim là còn cá đó các bạn ơi. Ăn, ăn tiếp các bạn ơi. Đó, đó. Hàng nữa cái nhà ơi. Hàng nữa. Dướng đèn hồi chắc đi nữa quá trời. À, được rồi, nó vô nha các bạn. Móc vô đó rồi. Có đi nha, ổn dữ lắm nha. Lắm đó các bạn, đi dụng như lắm đó các bạn. Quá tuyệt vời. Cái con này cũng bằng ba con kia nha các bạn. Ôi nó đem vô các bạn, nó để sảy cái nữa là nó ổn dữ lắm, ổn luôn á. Kênh này có chơi nhiều thì các bạn. Càng trong mà nãy giờ đứng luôn nha các bạn. Có con là dính được con thôi đó. Giờ lực ơi, giờ luôn các bạn ơi, nó cũng hết ăn rồi. Hôm nay thì nói chung nhiêu lên là cũng ổn áp lắm rồi các bạn. Một chút xíu nữa về tới nhà lực sẽ đổ ra cho các bạn xem nha. Thì hôm nay lực sẽ bắt con cá bự nhất nha, để mình nấu một cái món món canh, và sẽ là một cái món thứ hai nữa nha các bạn. Nắng dữ lắm các bạn ơi, nước uống một chai không đủ nữa. Quá trời nắng luôn. Thôi lực sẽ đổ cho các bạn xem nha. Chung cá hôm nay cũng ngon các bạn ơi. Thì hai ngày. Cái ngày hôm trước thì nó cũng dính cũng nhiều dữ lắm các bạn. Hôm nay thì chung có chơi với cá lóc, cá rô có một con thôi. Bạn thấy ấm áp không các bạn? Đó. Cá lóc này lần đầu tiên lực câu dính nè, thằng nó bự. Để lực vô lực căng cho các bạn xem thử nha.
Lần đầu tiên từ khi làm clip tới giờ các bạn cũng dính được mấy con, nhưng mà nó không có bự bằng cái con này nha. Con này bự dữ lắm, con này chắc cả ký các bạn, hết sức rồi. Được cơ, chỉnh sửa cái căng cho các bạn xem nha. Căng này nó cũng cổ rồi đó, cần thử cá lóc nha các bạn. Cá lóc bự lắm các bạn ơi, cá lóc này không nhận thì chứ gì mà nó không xảy, ta dính sớm không xảy. Cá này nó cũng tới số, nó gặp lực rồi đó. Wow, 5 lạng nè, 6 lạng nè, 7 lạng nè, 8 lạng, 8 lạng rưỡi các bạn, 8 lạng rưỡi nha các bạn. Hết hồn không, gần 1 ký nha. Hết biết rồi. Còn 4 cá chơi này chắc cỡ 1 ký các bạn ơi. Ký à, 4 con ký. Giờ lực cơ sẽ bắt con cá lóc này các bạn. Lấy cái đầu nó nấu một câu canh chua nha các bạn. Với lại mình sẽ cứa mấy khứa kho luôn các bạn ơi. Hôm qua thì mình là cũng mới ăn kho rồi. Hôm qua kho nó cũng nói chung cũng gần khô các bạn. Hôm nay thì sẽ kho nước nha các bạn. Đó. Lực rửa tay cái là lực bắt tay vào bếp ngay vào luôn nha các bạn. Giờ nó cũng chiều dữ lắm rồi, gần 6 giờ rồi. Tranh thủ nha các bạn. Thì như dự kiến thì lực sẽ tính nấu canh chua các bạn ơi, nhưng mà giờ trễ quá không mua đồ không có. Thì được sẽ hấp bầu nha các bạn. Cái bầu này được ông anh cho nè. Đó, nhưng mà hấp chừng khoảng hơn nửa trái các bạn ơi, nửa trái à. Ăn không có hết các bạn ơi. Được sẽ lấy một cái khúc đầu nè, với khúc đuôi các bạn. Để hấp bầu nha, còn khúc giữa này mình kho lạc lạc các bạn ơi. Tại hôm qua thì lực đã kho nó giống như là nó kho tiêu rồi. Kho béo rồi. Rồi giờ lực bắt đầu luôn các bạn. Giờ lực sẽ ướp cá nha các bạn. Thì bầu lực có sắc rồi các bạn ơi, được hấp khoảng hơn nửa trái à, tại cũng nhiều quá ăn cũng không hết các bạn, có một mình các bạn ơi. Được nêm nếm xong đó các bạn, đường, bột ngọt, dầu hào, nước tương, hành với ớt nha các bạn, do là không có tiêu các bạn ơi, nói chung nó còn thiếu củ hành á, lực không có mua. Tay nghề của lực nó cũng cao lắm nha các bạn. các bạn đừng để ý nha. Rồi giờ lực sẽ bắt bếp lên rồi bắt đầu đem vô hấp đó các bạn. Trộn qua trộn lại cái lực lên lửa nha các bạn. Cá này nằm của cá cái rồi các bạn ơi, hai cái trứng nè. Bảy giờ tối rồi đó các bạn. Lực để cái đèn sáng cái đầu mấy con gà ra ăn mấy cái cơm được mới quăng ra kìa, chưa chịu ngủ nữa kìa, biết mấy con gà này chết. Để coi cái món này tới đâu rồi, bây giờ cũng hơn 10 phút rồi các bạn ơi, chờ chút nữa thấy cũng được các bạn. Bỏ hai trái ớt vô các bạn ơi, bếp các bạn, còn nước nha các bạn. Đây mình kho lạc mà. Sắp bếp bỏ hành vô các bạn. Sẽ múc ra nha các bạn. Chín rồi các bạn ơi. Lâu lắm rồi. Đó. Lực thì không có chuyên nghiệp nha các bạn. Các bạn thấy lỗi gì bỏ qua cho lực nha. Buổi tối đạm bạc nha các bạn. Hôm nay là lực cũng may mắn câu được cá lóc này cũng cả ký các bạn, 850g. Làm được hai món. Món hấp bầu với món kho. Đó.
Buổi tối đơn giản nha các bạn. Thôi lượt lại các bạn dùng cơm nha. Vì giờ này cũng bụng dữ lắm rồi các bạn. Dùng như lượt chén cơm nha. Ăn thử món cá lóc tóc bầu của lượt đây. Lần đầu lượt làm nha các bạn. Thử coi nó ngon không các bạn. Cái đầu nó là xáo lực đỡ nguyên cái ruột luôn nè. Đó. Rồi béo dữ các bạn. Làm cái ruột trước nha các bạn. Rồi được mời các bạn nha. Béo thiệt các bạn ơi. Này được kho lạc nha các bạn. Hôm qua thì mình kho cái dạng kho nó sạch lên luôn á. Cá lóc này cũng hơi bị bự các bạn. Rồi mời các bạn miếng cá kho nha. Mình gắng ăn cho hết các bạn ơi. Cá này có đầu bự dữ lắm. Ăn không hết rồi mai ăn không ngon. Các bạn. Là không biết làm thấy cũng ăn cũng được quá các bạn. Cũng ngon nha các bạn. Cái ruột của nó nè các bạn, bao tử nè. Đó. Các bạn. Ngon các bạn ơi, không nhận thì chứ bò tử ngon thì chứ. Không biết cá này cá cái các bạn ơi. Câu sao dính nè, hay thiệt. Cá này chắc nó đói dữ lắm sao. Chứ câu có khi nào mà dính cá lóc đâu, ít lắm. Lâu lắm mới dính con. Wow, trứng nó cũng béo quá các bạn ơi. Trứng nó cũng ngon quá. Ok, được mời các bạn thêm miếng nữa các bạn ơi. Đó. Quá ngon các bạn. Đầu hết biết bự. Thank you.